Xếp hạng vận may của 12 con giáp vào năm Quý Mão 2023. Chiếu theo vận hạng tử vi năm Quý Mão của 12 con giáp, người tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất là ba con giáp có vận trình may mắn nhất trong năm 2023 này. Trong khi đó, người tuổi Tý, tuổi Mão và tuổi Thìn lại lao đao vì những trở ngại khó khăn trong cuộc sống. Hạng nhất, tuổi Hợi. Bước sang năm Quý Mão 2023, người tuổi Hợi đón nhiều may mắn và cơ hội mang tính đột phá bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Quan hệ giữa các cá nhân tốt dễ được quý nhân đỡ đần. Hơn nữa, con giáp này cũng có thể giảm bớt xung đột với người khác, không lo vô tình đắc tội tiểu nhân. Người làm ăn kinh doanh, gặp được khách hàng tin tưởng hợp tác mua hàng. Người tuổi Hợi nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm bắt thời cơ để mở rộng mạng lưới quy mô làm ăn của mình. Hạng thứ hai, người tuổi Mùi. Năm Quý Mão 2023 hứa hẹn nhiều may mắn đối với những chú dê. Mọi mặt trong cuộc sống đều có những chuyển biến đáng kể, kinh doanh thuận lợi, thu về khoản lợi nhuận lớn, trong khi vận trình tình duyên vô cùng tốt đẹp. Sự nghiệp của người tuổi Mùi trong năm Quý Mão có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Bạn có thể được lãnh đạo ghi nhận và trọng dụng, đường công danh rất rộng mở, các mối quan hệ tốt đẹp, mạng lưới giao thiệp rộng rãi, càng có lợi cho sự nghiệp phát triển và đem về nhiều mối hợp tác triển vọng, vận may ngày một tốt hơn. Tử vi tuổi Mùi năm 2023 này có nhiều điểm sáng về phương diện tài lộc, con đường làm giàu trở nên cực kỳ hanh thông. Với người làm ăn kinh doanh, buôn bán có thể nhìn ra hướng phát triển mới. Còn với người làm công ăn lương, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nên ngoài việc được khen ngợi sẽ được thưởng nóng. Cuối năm, bạn có cơ hội thăng tiến, tăng lương xứng đáng với năng lực của mình. Hạng 3, người tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất năm 2023 được dự đoán có nhiều may mắn, tài lộc khởi sắc, vận khí hành thông. Do có các tinh phù trợ, bản mệnh cầu được ước thảy, chỉ cần quyết tâm làm việc không bỏ dở giữa chừng, ắt gặt hái được thành công ngoài dự kiến. Đặc biệt, vận quý nhân của bạn khá vượng, khó khăn ngay lập tức sẽ có người giúp đỡ kịp thời. Sự nghiệp và các mối quan hệ đều có tiến triển vượt bậc, nên nắm bắt cơ hội, chăm chỉ rèn giũa, phấn đấu để có thể thu hoạch tốt trong sự nghiệp lẫn công việc hợp tác làm ăn. Những thuận lợi trong công việc còn giúp cho người tuổi Tuất có nguồn thu ổn định, tiền trong túi luôn rủng rỉnh. Người làm ăn kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường, số lượng khách hàng đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng. Tình hình tài lộc tăng tiến thấy rõ rệt, khiến bạn tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc cũng giúp cho bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Xét về phương diện tình duyên thì thăng hoa rực rỡ, nhất là người độc thân sẽ có cơ hội gặp được một nửa phù hợp với mình. Hạng 4, tuổi Sửu. Năm Quý Mão 2023 này được xem là một năm có nhiều khởi sắc đối với những chú trâu trên nhiều phương diện của cuộc sống. Nhờ ngũ hành tương sinh lại có các tài tinh chiếu mệnh nên tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi, tình cảm êm đẹp. Người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong công việc, tài lộc tăng tiến. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn mài bản đất. Các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm cũng khá thuận lợi, khởi sự tốt đẹp, đúng như ý muốn.
Năm Quý Mão 2023 này được nhận định là một trong những năm phát triển hoài hòa đối với người tuổi Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp. Con giáp này vẫn duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực thực hiện sẽ gặt hái được những thành quả như ý muốn. Hạng năm, người tuổi Thân. Với sự giúp đỡ của quý nhân, những chú khỉ bước sang năm Quý Mão có thể mở ra sự nghiệp phát triển vượt bậc, gặt hái được thành công trong sự nghiệp, có được sự giàu có lý tưởng và sự nghiệp phát triển thuận lợi. Công việc sẽ có cơ hội tốt, nếu muốn thay đổi công việc thì bạn cũng có thể mạnh dạn thực hiện. Nhưng trước đó nên tìm hiểu kỹ lưỡng hoặc cẩn thận lựa chọn nơi phù hợp, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thay đổi sang một môi trường mới. Như vậy sẽ có thể có chuyển biến tốt về tài vận. Hơn nữa, năm Quý Mão 2023 này cũng đánh dấu những lợi nhuận khả quan đến từ nghề tài trải, buôn bán phụ của con giáp này. Bản mệnh siêng năng lại thông minh nên dễ dàng tìm được cơ hội kinh doanh xung quanh mình, có thể kiếm được tiền trước khi người khác để ý đến. Hạng 6. Người tuổi Tỵ. Bước sang năm Quý Mão 2023, vận khí của những chú rắn có những khởi sắc rõ ràng. Sự nghiệp dần bước sang những giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm 2022. Công việc không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Năm Quý Mão, tài lộc của người tuổi Tỵ nhìn chung được cải thiện hơn. Không chỉ lương thưởng được cải thiện mà các nguồn thu từ công việc kinh doanh nhỏ lẻ làm thêm cũng tăng lên đáng kể. Bản mệnh càng song sáo chủ động trong công việc, giảm thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của bản thân, càng dễ thu lại. Tuy nhiên, trong năm, có nhiều sao xấu chiếu mệnh gây hung hiểm cho sức khỏe, nên cần cẩn thận đi đứng kẻo gặp tai nạn bất ngờ, nhẹ thì bị thương ngoài da chảy máu, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm tính mạng. Người đã có gia đình nên cẩn trọng kẻo bị cám dỗ bên ngoài khiến bạn phá vỡ hạnh phúc của mình. Hạng 7. Người tuổi Dần. Với những chủ hộ, năm Quý Mão 2023 này đánh dấu những bước chuyển mình tích cực hơn của bản mệnh sau khi thoát khỏi vòng kìm kẹp của Thái Tuế. Tài lộc tuy chưa thật sự đột phá nhưng vẫn ghi nhận những tiến triển khả quan và tăng trưởng đều đặn. Tuy nhiên, may mắn thường đi kèm với những rủi ro nhất định. Bạn nên thận trọng trước khi đưa ra quyết định sử dụng tiền bạc. Đặc biệt trong một số dự án đầu tư sinh lời cao thì nên tìm hiểu kỹ càng. Cảm thấy không chắc chắn thì không nên liều. Không nên đi theo đuổi một cách mù quáng, nếu không sẽ dễ bị lừa gạt và thua thiệt. Phương diện sự nghiệp có thể gặp được quý nhân giúp đỡ tương trợ, nhưng cạnh tranh cũng không ít. Bạn nên rèn luyện cho mình tính tự lập để luôn có sự chủ động trong mọi tình huống. Hạng 8. Người tuổi Dậu. Cục diện xung Thái Tuế vào năm 2023 gây ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của những chủ gia. Tài vận và các mối quan hệ có thể sẽ gặp nhiều biến động lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, nhưng chỉ cần làm việc chăm chỉ thì trở ngại sẽ dần được loại bỏ. Nếu vẫn cảm thấy quá gian nan, bạn có thể chủ động, có thể xin đi công tác, chuyển đến môi trường làm việc mới, thay đổi vận khí. Về mặt đầu tư tài chính, đầu tư lớn hay mở rộng đều không thích hợp. Năm này nên chú trọng sự an toàn và cẩn trọng. Hung tinh còn có thể gây ra những khủng hoảng kinh tế khiến bạn gặp nhiều áp lực về tiền bạc. Ở phương diện tình cảm, tùy nhân duyên vẫn đưa đào hoa đến, mỗi quan hệ vẫn có cơ hội đơm hoa kết trái, nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể vượt qua trở ngại. Còn người đã kết hôn cũng có nguy cơ ly hôn, cần quán xuyến nhiều hơn chuyện gia đình. Hạng 9. Người tuổi Ngọ.
Chịu tác động của cục diện phá thái tuế, những chủ ngựa khó mà yên ổn làm ăn trong năm Quý Mão 2023 này. Phương diện chịu nhiều tác động bất lợi nhất của bản mệnh chính là các mối quan hệ, vận tiểu nhân khá vượng, bạn nên tự biết bảo vệ bản thân. Một vài cơ hội mới xuất hiện nhưng bạn có tận dụng được hay không còn tùy thuộc vào khả năng và sự nhanh nhạy của bản thân. Công việc, sự nghiệp khó tránh khỏi những sự cố bất ngờ. Trong giai đoạn mới, hoàn cảnh mới, con người và sự việc mới, bạn cần biết tiết chế cảm xúc của mình. Như vậy mới giữ được danh tiếng tốt, góp phần giúp cho sự nghiệp gặp nhiều may mắn. Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ không được lý tưởng trong khoảng thời gian này. Bạn nên tập trung tích lũy và làm ăn ở quy mô nhỏ, đề cao tính ổn định và an toàn, trở nên lao mình theo cải lợi trước mắt. Hạng 10. Người tuổi Thìn. Bước sang năm Quý Mão này, đối với những chú rồng, đây là năm mà bạn phải đối mặt với tình trạng có công mà không được hưởng do hạn tam tai vẫn đang đeo bám. Dù bạn có nhiều tham vọng muốn thực hiện nhưng lực bất tòng tâm, khó được đánh giá cao. Bất kể là sự nghiệp, tài lộc hay hợp tác, bạn cần chú ý nhiều hơn tới việc sử dụng các nguồn lực, không nên mở rộng quá mức một cách bừa bãi, nếu không rất dễ mắc sai lầm do phán đoán chủ quan mà gây ra thiệt hại. Các mối quan hệ giữa các cá nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng và có sự rạn nứt đổ vỡ. Vậy nên, những chú rồng sẽ cần phải chú ý nhiều hơn tới việc giao tiếp với người khác. Ở nơi làm việc, tốt nhất nên an thân, thủ thường. Còn nếu cứ tham gia vào việc của người khác, sẽ rất dễ vướng vào thị phi, gây ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng và uy tín của bản thân. Nhìn chung, những sự việc không như ý khiến bạn trở nên mệt mỏi và tiêu cực. Nhưng nếu có thể duy trì một thái độ lạc quan, bạn có thể giải quyết được khó khăn. Hạng 11. Người tuổi Mão. Năm nay, những chú mèo đương đầu với hạn 5 tuổi và cục diện trực thái tuế, nên vận khí sẽ thay đổi lớn và đột ngột. Có thể cực tốt hoặc cực xấu, chủ yếu phụ thuộc vào vận mệnh của mọi người. Nhìn chung đây là được đánh giá một năm có nhiều bất ổn, khó khăn dồn dập, vất vả ngược xuôi với người tuổi Mão. Nên nhớ, làm việc gì cũng không được vội vàng, kẻo mất hết những nỗ lực thành công trước đó. Ngoài ra, bạn cũng cần phải cẩn thận tai nạn hoặc va chạm thương tật. Đi lại cần chú ý lái xe an toàn, kẻo sơ sẩy sẽ rất nguy hiểm, còn hao hụt tiền bạc. Về phương diện tình cảm cũng có nhiều thăng trầm, có thể xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chia tay, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, tinh thần, sa sút. Bước vào năm tuổi, bản mệnh có thể tổ chức các sự kiện hỷ sự như cưới hỏi, sinh con, khởi nghiệp, chuyển đổi công việc, chuyển đổi chỗ ở sẽ giúp hóa giải vận rủi thành may mắn. Hạng cuối cùng, hạng 12, người tuổi Tý. Những chú chuột chịu tác động của cục diện tường hình thái tuế lại đang nằm trong hạng tam tai, nên năm Quý Mão 2023 này sẽ có khá nhiều xáo trộn, đa phần mọi việc đều gặp trở ngại và khó khăn nhất định. Năm nay bản mệnh gần như không có sự đồng hành của quý nhân, mọi thứ phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Công sức bỏ ra nhiều nhưng kết quả nhận về không như ý. Có những sự việc tưởng chừng suôn sẻ nhưng quá trình xử lý rất khó khăn và cần phải hành động cẩn thận, nếu không rất dễ gây ra những sự cố. Đặc biệt, người tuổi Tỵ được cảnh báo có thể vướng vào kiện cáo pháp luật nếu có suy nghĩ muốn lách luật đi đường tắt. Việc gì cũng cần phải đề cao quy trình, trở nên nóng vội, muốn thành công mà bất chấp tất cả.